Tiếp tục của video lần này em Long xin giới thiệu đến với quý vị chị một căn phòng với 2 tỷ 150 triệu đồng, quý vị sẽ sở hữu được một căn nhà 2 tầng cách bãi tắm ngay chỗ đây nè, đó cách bãi tắm ngay đây chỉ đâu đó tầm khoảng 500 mét thôi. Và đặc biệt căn nhà của mình lại từ ngay chợ Hồng Diệu đi vào luôn đó, và hiện trạng là sổ hồng được chỉnh này đó, có 36,7 mét vuông đó, khu đất ở đô thị và có mặt chiều ngang của căn nhà là 4,5 mét nha. Và hiện trạng căn nhà này vì lý do là sao hơn 2 tỷ thôi, tại vì lý do căn nhà này 2 tầng nhưng mà hẻm nó là hẻm 2 xe máy rộng chỉ có 1,8 mét thôi nha quý quý chị. Nhưng đặc biệt ngược lại là ở phía sau lưng căn nhà mình sẽ có một con đường bị hạch 12 mét hiển thị trên sổ luôn. Đó, về căn nhà mình có hướng là đông nam nha. Thì xin mời quý cô chú chị cùng xem chi tiết căn nhà này như thế nào. Thì đây nè quý cô chú anh chị, thì từ vị trí cái bãi tắm này luôn nha. Bãi tắm này được mang tên là sân bóng tình yêu hoặc còn được gọi là bãi dương. Đó, người địa phương hay gọi lấy dương. Thì hôm nay em Lân đang đứng ngay tại buổi chiều vào hơn 4 giờ chiều nè. Đó, bắt đầu là người dân đi tắm biển là xe mình sẽ đậu ở đây. Còn nếu mà mình muốn an toàn thì mình xe thì mình sẽ gửi ở đây, là sẽ có một vài anh bảo vệ ở đây họ sẽ giữ xe cho mình và có mất phí nha quý cô chú anh chị nha. Đó, mình sẽ mất phí. Và rồi từ vị trí này, từ vị trí bãi tắm em Lân sẽ di chuyển tới căn nhà ngay tới ngay căn nhà mà em Lân vừa giới thiệu đến với cô chú anh chị. Thì căn nhà này có mình vừa có thể vừa ở vừa nghỉ dưỡng tắm biển ở Nha Trang cũng cực kỳ là tốt luôn nha. Rất là tuyệt vời luôn. Đó, và đặc biệt nhà mình là bước vài bước chân là ra tới chợ. Đó, và xung quanh căn nhà của mình là kinh doanh căn hộ và người và khách du lịch thuê ở và cả sinh viên thuê ở rất là nhiều đây. Đó, nếu mà quý cô chú anh chị đi tắm biển mà sợ về an toàn về xe cộ thì mình sẽ gửi đây, mất phí sẽ có mấy anh ở đây thu phí của mình và giữ xe tắm biển cho nó an toàn hơn ha. Đó. Thì đây. Và cái hướng này là anh chị em mình sẽ đi thẳng về cảng Vinpearl. Đó, Vinpearl Harbor hoặc là cảng đi kết tour du lịch Nha Trang quý cô chú anh chị. Đó, tour đảo. Rồi phía trên này là sẽ là những cái tòa nhà khách sạn 4 sao, 5 sao ngay mà tại mặt tiền đường Trần Phú nè. Đó. Và cái hướng này là mình sẽ đi thẳng về lại quảng trường 2/4. Đó. Thì từ vị trí căn nhà mình mà di chuyển lên chưa quảng trường 2/4 thì mất tầm khoảng từ 5 cho đến 7 phút. Đó. Và đây là cái con đường Hồng Diệu nè quý cô chú anh chị. Đó, đây là con đường Hồng Diệu. Thì căn nhà của mình sẽ nằm trong trên cái hẻm 39 nha. Hẻm 39 Hồng Diệu nha quý cô chú anh chị nha. Thì trên đây là cái đường và con đường Hồng Diệu này cũng là con đường đầu duy nhất để kết nối đi thẳng ra sân bay Cam Ranh luôn. Đó. Thì trên con đường Hồng Diệu là có khách sạn Xavier 4 sao nè. Bên đây là đoàn điều dưỡng 20 nè. Đó. Đó, đoàn điều dưỡng 20 là dành cho các quân đội công an và chính quyền ở cả nước thôi sẽ về đây định cư ở đây. Đó, và nghỉ dưỡng du lịch ở đây. Thì đây là con đường Hồng Diệu nè. Nó rộng cực kỳ rộng luôn quý cô chú chị ạ. Đó. Và hiện trạng đây là không được vào khung giờ buổi chiều cho nên là xe 45 chỗ đi rất nhiều để đón khách du lịch đó quý cô chú chị. Vì em Lân đang quay vào khuôn viên vào dịp hè. Đó. Cho nên là bắt đầu khách du lịch về Nha Trang để tắm biển rất là nhiều luôn. Vì cái thời tiết ở Việt Nam mình hiện trạng đang rất là nóng cho nên là về cái nhu cầu mà đi du lịch biển thì đang rất là nhiều nha. Được nhiều gia đình rất là thích. Đó, và trên đường mình có cả bách hóa xanh luôn nè. Đó. Đường Hồng Diệu có cả bách hóa xanh, có đầy đủ tiện ích dân sinh ở mình luôn. Bán kính cho đồng khoảng từ 500 cho đến 1 km. Thì đây là mình là em đã tới ngay chợ Hồng Diệu luôn nè. Đó. Đây bây giờ em sẽ cua vào đây chợ Hồng Diệu đây luôn. Đầu đường luôn. Đó. Và bây giờ em sẽ cua vào nha quý cô chú chị nha. Đó, xe đang đông quá. Đó, em Lân xin rồi, bây giờ là sẽ cua vào cái hướng nhà của mình nè. Đây, tới tổ dân phố và ngay chợ Hồng Diệu. Và đường này là sẽ đường hai ô tô né nhau thoải mái luôn nha quý cô chú chị nha. Đường hai ô tô né nhau thoải mái. Thì từ vị trí chợ Hồng Diệu này mình chạy vào 100m, khoảng 100m là sẽ tới được cái hẻm để đi vào căn nhà của mình. Đó, trên đây này có rất là nhiều nhà Mỹ nè, tại vì ở đây biết sao không, nó gần biển quý cô chú chị ạ, nó gần biển. Và ở đây cũng có rất là nhiều khách Tây họ thuê nhà ở đây, thuê nhà nguyên căn ở đây người ta ở luôn đó. Trong hẻm, trong đường hẻm mình mà có quán cà phê luôn nè. Đó, rất là tốt. Ở đây là cái chuỗi chỗ cho người nghe thuê nè. Đó, người nghe thuê nguyên cả tòa luôn nha quý cô chú chị nha. Đó, ở đây thì dân trí rất là cao rồi, mình ở cực kỳ là an toàn và an ninh cực kỳ tốt. Và đặc biệt căn nhà của mình là hướng đông nam, rất là mát mẻ quanh năm luôn đó. Thì đây sẽ là cái con hẻm để đi vào căn nhà của mình ha. À, thì đây nè, đó vừa rồi em Lân đi di chuyển từ biển đi vô tới chợ Hồng Diệu và đi tới đây nè. Thì căn nhà của mình sẽ nằm vào trong cái hẻm này nha quý cô chú anh chị nha. Hẻm này chỉ cần hai xe máy né nhau thôi, rất là nhỏ, chỉ có 1m8 thôi. Thì căn nhà hiện trạng của mình là gồm có 2 tầng. Đó, bây giờ em Lân sẽ di chuyển vô trong nè. Đó nha quý cô chú anh chị nha. Thì căn nhà hiện trạng đang có tổng diện tích đất là 36,7 m2 được công nhận trên sổ nha. Ngoài ra có một phần đất đã bị quy hoạch
quy hoạch đường 12 mét phía sau nhà mình đó, thì cái diện tích đất đó không được công nhận trên sổ nha quý cô chú anh chị. Và em Long cũng chia sẻ luôn thì hiện trạng căn nhà này nè đó, căn nhà mà em Long giới thiệu đến với cô chú anh chị chỉ hoàn công trên diện tích cũ thôi, hoàn công diện tích nhà cấp 4, còn nhà cấp 2, nhà 2 tầng này thì hiện trạng chưa hoàn công nha đó. Và vấn đề này thì anh chị nào quan tâm thì em Long sẽ hỏi về cặn kẽ, và cần thêm thông tin gì em Long sẽ chi tiết tư vấn chi tiết về cái căn nhà này cho quý chú anh chị xem luôn. Và đó thì hiện trạng căn nhà của mình nó có tổng chiều ngang này, từ cái mép này kéo dài ra mép này là 4,5 m nha quý cô chú anh chị. Hướng này của hướng mình là hướng của đông nam nha, và đặc biệt tuy là hẻm xe máy nhưng mà là hẻm thông đó. Thì trước khi đi vào trong căn nhà, chi tiết căn nhà như thế nào, em Lân đi bộ xuống đây quay cho quý cô chú anh chị xem nè. Đó, hiện trạng là đường hai xe máy nha. Đó, ở khu vực đây á, là ngay chỗ đường hẻm 39 Hoàng Diệu, ngay chợ Hoàng Diệu cua vào. Đó, hẻm này là ngay thuộc phường Phước Long của thành phố Nha Trang nha quý cô chú anh chị. Đó, hẻm này nè, hẻm ô tô này thông nè, bên này cũng thông luôn nè quý cô chú anh chị. Đó, cũng thông luôn. Và gần cái căn nhà của mình là có một cái nhà cao tầng cho thuê căn hộ này. Đó, này cho thuê căn hộ cực kỳ tốt luôn. Và ví dụ như căn nhà của mình cũng có thể thiết kế, chỉ tuy là 36,7 m² thôi, nhưng mà mình có thể thiết kế nhà cao tầng cho thuê cũng được nha. Tại vì hiện trạng căn nhà này anh chị chủ đang ở ngoài Bắc rồi. Đó, và cũng hiện trạng đang cho sinh viên thuê. Đó, đang cho sinh viên thuê có dòng tiền sẵn nha quý cô chú anh chị. Và căn nhà này em Lân cũng nói ngay đầu video rồi, căn nhà này hiện trạng được chị chủ đang rao bán với giá là 2,150 tỷ. Đó, giá này rất là hời luôn. Là quý cô chú anh chị chỉ cần bỏ 2,150 tỷ là sở hữu được một căn nhà gần biển, gần chợ. Từ vị trí này em đi ra chợ, như đầu video của em Lân có quay đi ra chợ rất là gần, chỉ mất đâu đó từ 100 đến 150 m thôi. Và đi ra biển mất tầm khoảng cỡ 500 m thôi quý cô chú anh chị. Và có thể mình đi bộ hàng ngày được luôn. Đó, căn nhà hiện trạng gồm có 2 tầng này. Đây, và bây giờ em Lân sẽ đi vào bên trong quay cho quý cô chú anh chị xem. Thì đây là sẽ là có cái cửa sắt này, cửa sắt chính của căn nhà mình ha. Phía trên này nè là sẽ có một cái cửa kính vòm đó, và có cái khung sắt để chống trộm nè. Đó, đây sẽ là mặt tiền của mình. Bên đây có một cái hộ ông bộ nhỏ. Phía dưới này sẽ là phòng khách chính này, nhưng mà hiện trạng mấy bạn không sử dụng phòng khách chính thôi. Đó, còn bên này sẽ là cái khoảng sân để đậu xe máy này quý cô chú anh chị. Nếu mà đây là khoảng sân của mình ha. Đó, thì bây giờ em Lân sẽ đi vào bên trong nha, quay cho quý cô chú anh chị xem. Thì những cái, tại vì hiện trạng đang cho thuê cho nên cũng có một số cái thì em Lân sẽ không có thể quay được, tại vì mấy bạn đang ở trong phòng á. Đó, thì phía dưới tầng trệt của mình sẽ có thêm một cái toilet này, đó, sử dụng chung của tầng trệt mình. Đó, và phía sau của mình đây là có luôn cả cái bàn ăn nè. Thì cái bộ này thường sẽ để phòng khách, nhưng mà mấy bạn sẽ để ở sau ăn cơm, ngồi nghỉ ăn cơm, nấu nướng ở đây luôn. Đó, đây có hệ bếp này, đó, gỗ hai tủ trên dưới, tủ gỗ trên dưới ha. Đó, ở trên cũng đã làm thạch cao rồi, đầy đủ hết rồi. Đó, nghe quý cô chú anh chị nha. Rất là chắc chắn, mê này thì mê đúc nha, xây để ở nên là rất là kiên cố. Thì rồi, bây giờ em Lân sẽ đi lên trên quay cho quý cô chú anh chị xem. Đó. Thì trên cái không gian bậc thang này để kết nối lên trên tầng 2 cũng có một cái khoảng trống để cho quý cô chú anh chị trang để một số vật lưu niệm trên đây, có thể trưng tủ rượu trên đây. Đó, khi mình bước vào nhà mình thấy luôn cả cái tủ rượu, trưng quầy rượu này rất là đẹp. À, mình sẽ up thêm một vài cái đèn trên đây nữa, đó, nhìn nó sáng hơn. Đó, đây là sẽ kết nối lên trên tầng 2 này. Đó, tầng 2 của mình đây là sẽ có một cái phòng ngủ của tầng 2, đó, nằm phía trước luôn. Đây là không gian phòng ngủ của tầng 2 mình này quý cô chú chị. Đó, phía trên là sẽ lợp la phong. Thì cái vấn đề này đây, em Lân cũng không rõ, à phía trên là tôn nha quý cô chú chị nha, là tôn nha chứ không phải mê đúc. Ở trên sẽ là tôn cho nên là mới lập la phong nè cho nó mát. Ở đây là sẽ là toilet sử dụng chung của cái tầng 2 mình đó, có đầy đủ tiện nghi ha. Và phía sau này có thêm một cái phòng ngủ nữa, đó, có thêm một cái phòng ngủ nhỏ nữa nè. Đó, em Lân sẽ quay sơ thôi tại vì để cho tiện cho mấy bạn ở. Đó, cũng có sẵn máy lạnh luôn nha. Đó, thì căn nhà này rất phù hợp cho quý cô chú anh chị nào mà nhà gồm có đôi vợ chồng trẻ đó, mới cưới và có nhà mới sinh con, có thể ở đây cũng rất là tuyệt vời đó, quý cô chú anh chị ha. Và với tầm tài chính thì chỉ có 2,150 tỷ đó. Và giá này bớt lọc mà, chỉ bớt lọc tí xíu thôi nha quý cô chú anh chị, tại vì giá này đã giá sát cho quý cô chú anh chị rồi đó, chủ họ đã bán lỗ rồi đó, họ đã bán lỗ rồi, năm ra là bây giờ là cái giá này giá sát là không thương lượng được nhiều nha. Đó, thì quý cô chú anh chị nào quan tâm sản phẩm này liên hệ trực tiếp hotline em Lân ha. Đó, thì từ đầu video em Lân đã quay từ biển vào cho quý cô chú anh chị xem rồi. Đó, và xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video lần này.
Và đừng quên cho em Lăng một lượt like, một lượt đăng ký để theo dõi kênh Cũng Lăng nha. Xin chào.